Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với bạn một sản phẩm có tên là Bounce Back. Thì đây là một loại phân hữu cơ đậm đặc dạng viên. Phân này thì được nhập khẩu từ Úc bạn ha. Một loại phân mình vừa chia sẻ trên kênh xong đó, thì mình nghĩ các bạn đã xem, đó là cái phân Dynamic Litter. Phân đó cũng cũng có cái nguồn gốc từ Úc rồi ha. Hiện tại trên thị trường mình cũng có thấy một cái loại phân cũng có tên là Dynamic nhưng mà từ Nhật Bản các bạn ha. Thì mình cũng sẽ làm một cái video và cái loại phân đó thì cũng giống như làm như vậy để cho các bạn có thể là phân biệt được. Dynamic thì nó cũng có nhiều nguồn từ Úc nè, từ Nhật nè, nhưng mà cái tên thương mại các bạn ha, Dynamic Litter đó, là không thể nào mà cái công ty khác họ đăng ký được. Tại vì mỗi công ty họ chỉ có một tên thương mại riêng thôi, họ đăng ký được một sản phẩm cho một tên thương mại thôi để chúng ta dễ phân biệt, chứ không thể nào mà trùng được bạn ha. Và trên màn hình của các bạn đó là mẫu mã của cái bao phân bao bass này các bạn ha. Bao này thì có nhiều cái cách lắm, 1 kg cũng có, 5 kg cũng có, 20 kg cũng có bạn ha. Vậy phù hợp với rất là nhiều bạn mà hay là trồng ít cây nè, hoặc là trồng sân vườn nhỏ nhỏ ở nhà, hoặc là những cái vườn lớn vài ba hecta vẫn có thể là mua và xử lý được. Và tiếp theo là cái hình dạng của từng cái hạt phân các bạn ha. Đây là như mình chia sẻ là dạng viên nén đậm đặc á, nên cái công nghệ là như vậy, họ sẽ sản xuất những dạng viên như vậy. Những viên như vậy khi mà chúng ta bón vào gốc cây á, thì nó sẽ hút ẩm, đồng thời chúng ta tưới nước thì nó sẽ tan từ từ từ, cây nó sẽ hút vào từ từ ha, rất là hay. Và cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào chúng ta phân tích cái thành phần của cái sản phẩm Bounce Back này các bạn ha. Thì về cái thành phần á, thì chúng ta có là hữu cơ nè, chúng ta có axit humic nè, là có nitơ, phosphor và kali. Thì nếu mà nhìn tổng thể và cái thành phần của sản phẩm này á, phân bón này á, thì mình thấy là có đầy đủ là hữu cơ và vô cơ các bạn ha. Trong vô cơ á, thì có đa lượng với tỷ lệ đó là 3:4.62, đồng thời có thêm một cái chất mà mồi rễ kích thích ra rễ cải vào đất, đó là cái axit humic có hàm lượng đó là 2%. Đó thì với thành phần hữu cơ 44% này á, thì mình thấy nó cũng ở mức trung bình. Thường thường thì bây giờ là các phân nó đã nâng lên cái mức hữu cơ là từ 65, 70, đôi khi 80% hữu cơ rồi. Đó thì mức 44% là trung bình thôi ha. Thứ hai là axit humic 2% thì đây là kích rễ nhẹ thôi. Nếu mà cái hàm lượng axit humic chỉ 2% thì chỉ kích rễ nhẹ thôi. Nếu chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ phua bón nhiều lần để bổ sung cái axit humic này, tạo độ mùn cho đất. Tiếp theo nữa là cái tỷ lệ đa lượng trong cái thành phần vô cơ thì có là 3:4.62. Thì cái tỷ lệ đa lượng này á thì nó chênh lệch nhau không nhiều. Ở đây cái hàm lượng phosphor cao thì có thể là tăng cường ra rễ và giúp cho bộ lá xanh mướt, quang hợp tốt, đạm với kali ở cái tỷ lệ vừa đủ. Thì với cái thành phần như vậy nhìn tổng thể vào thì chúng ta có thể dùng để bón lót và bón thúc được được bạn ha. Đặc biệt chúng ta bón nhiều ở trong giai đoạn mà chúng ta từ lúc chúng ta tạo mầm hoa, rồi chúng ta kích hoa và nuôi trái thì chúng ta dùng ít thôi, không dùng nhiều sản phẩm này tại vì phosphor nhiều, đôi khi gặp một số loại trái thì nó sẽ gây hiện tượng da cóc các bạn ha, dày da quá thì nó cũng không đẹp trái. Và đây là cái hướng dẫn sử dụng. Thì đối với cây trái, cây lương thực, cây công nghiệp thì chúng ta thường thường mà bón cây nhỏ thì nửa ký, cây lớn thì 1 ký cho 1 cây cho 1 năm các bạn ha. Còn đối với rau hoa màu thì là